Bà Hoàng Thị Thúy Lan từ giáo viên huyện nghèo tới ghế bí thư tỉnh ủy và chuyện con gái làm phó giám đốc sở ở tuổi 30. Bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2015. Trước đó, bà Lan từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng khác tại địa phương này. Ngày 8 tháng 3, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt vì tội nhận hối lộ do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Từ giáo viên huyện nghèo tới ghế bí thư tỉnh ủy. Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, quê quán tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997, bà Lan là giáo viên trường Trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú và là cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, rồi làm phó bí thư thị đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú từ tháng 1 năm 1997 là tỉnh Vĩnh Phúc, từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 4 năm 1997. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 5 năm 2001, bà Lan là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng tỉnh đoàn, rồi Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004, bà Lan là Ủy viên kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 7 năm 2004, bà Lan trở thành Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2006 là Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 1 năm 2009 là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 10 năm 2010 là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 5 năm 2012 là Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015, bà Lan được bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2010-2015, kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 2 năm 2015, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 29 khóa 15, bà Lan được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15 họp kỳ thứ 12 bất thường. Tại kỳ họp này, bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15. Đến tháng 10 năm 2015, bà tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy. Đến tháng 3 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà Lan được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, bà Lan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà Lan tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Con gái làm Phó Giám đốc Sở khi 31 tuổi. Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy, bà Lan từng gây xôn xao dư luận khi tỉnh Vĩnh Phúc quyết định bổ nhiệm con gái bà Lan là Trần Huyền Trang, sinh năm 1990, làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, bà Trang, 31 tuổi, trở thành nữ Phó Giám đốc Sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Trước đó, bà Trần Huyền Trang từng du học Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm 2013. Đến giữa năm 2016, bà chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
rồi giám đốc trung tâm nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Trên đây là bài viết về sự nghiệp bà Hoàng Thị Thúy Lan từ giáo viên huyện nghèo tới ghế Bí thư tỉnh ủy và chuyện con gái tuổi 30 làm Phó Giám đốc Sở. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.